Chào hai chị em có món gì đấy? Anh ơi, em có xoài thế chị, anh được ăn bao giờ chưa? Ồ, kìa mình, tôi chưa ăn bao giờ cả. Xoài, nhưng mà xem nào. Anh nhìn này, đây là xoài sấy dẻo ấy anh, ngon cực kỳ luôn. Cho xin miếng. Anh mặc món thiệt đây. Xin miếng. Chuyện người đây ở đấy, chơi với nhau ngày nào, giờ sang xin miếng mới kinh chứ. Nào. Quen nhau à? Ừ, nhà mình trồng mấy cây to này mà chả cây nào có quả ăn cả. Mùa hè đến rồi ở nhà chán ta, không có cái gì ăn. Hôm nay mẹ đi làm rồi. Cây nào cũng không có quả cả. Chỉ là cái mát thôi. Chị ơi, thật đi. Chị ăn ra đấy. Chị à, chị đang ra vườn xem có cái cối đấy. Ngồi đây. Chị đang ra vườn xem là có quả gì ăn được không. Chẳng có quả gì cả. Năm ngoái tầm này chị còn mốt được 1-2 quả xoài. Còi năm nay chẳng được quả nào cả. Chị à, có à. Ok, chị có sắc ve rồi kìa. Đây, mùa hè đến rồi mà. Nên là sắc ve lên đầy luôn. Mà chẳng có cái gì ăn, buồn lắm. Ơi, sao em? Chị bao giờ ăn à? Xoài sấy dẻo chưa? Lại nói điêu. Làm gì, em có biết không, nói điêu là bị làm sao không? Mũi nó dài ra đây. Làm gì có cái loại giò xào sấy dẻo. Chỉ có kẹo dẻo này, mứt dẻo này, bánh dẻo này, kẹo dẻo nữa. Làm gì có xoài sấy dẻo. Chị xoài á, chỉ có xoài, xoài dầm thôi. Xoài chị... chín thôi. Quê lắm. Quê gì? Nhìn đi này, xoài thấy dẻo. Xoài sấy dẻo. Ơ, có xoài sấy dẻo thật này. Ơ, chị thích ăn xoài không? Chị thích chứ, nhưng mà lần đầu tiên chị thấy xoài ăn sấy dẻo luôn đấy. Dẻo lắm, chị bóc thử xem. Thôi chị xem này, mềm thế. Mình bóc thử đi. Chị bóc thử. Wow, lần đầu tiên mình được ăn xoài sấy dẻo luôn đấy. Xem nào. Miếng xoài. Wow. Ôi, miếng xoài hay thế. Xoài hay gừng ấy em? Xoài. Ôi, nhưng mà này nó ghi là xoài mà. Tuyệt vời luôn. Ôi, ngon thế. Ừ kìa. Hay không nào? Chị em mình mua xoài về làm đi. Không biết mình có làm được như này không nhỉ? Không chỉ cần nào là một xoài. Đường. Đường. Xong rồi mình cho lên mình sấy lên. Ừ, ngon lắm nhờ. Chị mà nhìn em cầm cái này không á, chị bỗng mút trời. Xù hôm nay ăn mứt gừng. Quá là mình không nhìn thấy chỗ này là không tên được đâu. Đúng là xoài sấy dẻo thật. Chào hai chị em có món gì đấy? Anh ơi, em có xoài sấy dẻo, anh được ăn bao giờ chưa? Ồ, kìa mình, tôi chưa ăn bao giờ cả. Anh nhìn này, đây là xoài sấy dẻo ấy anh, ngon cực kỳ luôn. Cho xin miếng. Xin miếng. Chơi với nhau ngày nào, giờ sang xin miếng mới kinh chứ. Nào. Quen nhau à. Cho xin miếng nào. Chưa bao giờ ăn xoài sấy dẻo bao giờ cả. Em xu cho anh xin miếng nhá. Ở đây còn có 3 miếng à. Cái gì à? Nhanh nhanh, đói lắm rồi, thơm thế. Anh một miếng, nào, anh nhanh. Một miếng này thôi nhá, không cho nó đâu đấy. Rồi. Ồm thế. Dèo thế. Ôi, miếng xoài ngon thế nhỉ. Tình dục ở cạnh nhà chị. Ra thử thế nào. Là lắp camera ấy. Nhìn thấy chị em mình ăn mò sang xin luôn. Hôm trước cũng thế nhá. Ôi, ngon thế. Cảm ơn nhá. Cứ về đây. Thật ra cũng thế. Chắc là chị xin ăn cho mình về luôn. À, từ xa thế là 6 là hàng xóm nhà chị có tiền á, chị em mình ở cạnh nhà nhau. Thế nhưng mà anh ấy kỳ lắm, có cái gì anh ấy chẳng bao giờ anh gọi chúng mình à. Anh có thể chúng mình ăn mà anh ấy sang, anh ấy đều. Ngon lắm. Đấy, về cái nào không thấy tăng hơn nữa. Không phải thật ý là chạy sang xin nữa. Sợ. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.